Hello chào cả nhà nha. Ở đây nóng ngon quá chị ha. Heo quay dòng ruộng mà bán đắt nhất Sài Gòn nè cả nhà. Thì hôm nay có mặt tại review từng cái cho cả nhà xem ha. Giá cả sao như thế nào thì cả nhà theo em ha. Phía bên hông chợ thì đi vô chợ cái sao chợ thì giữa là chợ đó. Đích chợ là mình tiên hỏi chị Mai được rồi. Mai quay được. Hỏi chị Mai đây. Đây chợ hỏi chị Mai. Vô chợ tiên rồi, vô chợ tiên vô. Thank you.
thịt rất là ngon, nhìn rất là hấp dẫn ha. Thì nhân tiện đây mình ra chợ Bình Tiên thì review món ăn với lại quay cận cảnh là thịt heo quay đồ rồn rụm nhất Sài Gòn này. Để mình hỏi chị Mai ơi, chị có thể giới thiệu sơ sơ về cái quầy thịt chị mà có món gì chị Mai? Chị hả? Dạ. Bữa giờ chị đủ món hết. Dạ. Có đầu heo. Đầu heo. Có lẻo tai, có đầu mũi. Đầu heo đâu? Đầu heo chị chỉ từ từ cho em coi. Chị đi cho. Đầu heo ha. Má heo rồi thôi chị nói đi. Cũng được. Đó, má heo nè. Má heo. Đây quay đi má heo nè. Má heo. Má heo. Mũi heo, lỗ tai. Đúng, mũi heo, lỗ tai nha cả nhà. Chân heo. Đó là giò heo. Giò heo á. Giò heo. Khán giả hỏi có lửa heo không? Có lửa heo luôn cả nhà. Heo ngon quá. Có sườn ngon. Sườn ngon nè cả nhà. Ngon. Đây. Đầy đủ à. Nhìn rất là hấp dẫn nha cả nhà. Ngon. 300.000 ký. 300.000 ký cả nhà. Ba loại 350. Rồi. Ba loại 350. Thịt không có khô nha cả nhà. Rồi, vừa 300. Ngon mà giòn rụm. 300 cá xíu, 300 thôi. Xíu, 300. Đó, không thích ăn gì ra. Quá trời ngon. Vậy là nếu mà vậy là cái thịt nào mắc nhất chị Mai? Không có nào mắc hết. Không mắc nhất trong cái loại thịt không ở có đây. Nào mắc hết đó, vậy đó. Giá nó sẵn sàng 300 350 thôi. Cái nào nó không có giá cho vậy đó. Giá cũng ngang ngang với nhau rồi. Đúng rồi. Rẻ nhất là chắc da heo nè cả nhà. Da heo 500. Da heo 500 ha, mắc nhất hả? Ủa. Mắc nhất cũng phải nóc cho nó nhẹ. À nó nhẹ. Nhẹ con 100 gram thì nhiều. Ăn da heo rất là ngon nha cả nhà. Da heo 500 ngàn ký. 500 ngàn ký nha cả nhà. Rồi, đó khỏe là kêu lòng rụm rồi cả nhà. Có bánh tráng luôn đó cả nhà. Mài dao sắc thịt điêu luyện luôn nha cả nhà. Ai lại Bình Tiên thì ghé ngang ủng hộ cho chị Mai nha. Cái sạp bên hông chợ Bình Tiên á cả nhà. Chị ơi, em nói về trước không ạ? Mà nó là móng. Cắn giòn không hả anh Long? Không, miếng nào cũng giòn hết á anh Long, không có cần cắn thử. Cái heo của chị Mai bán là họ đảm luôn á. Miếng nào cũng lấy được thì giòn hết á. Quầy thịt phía đường Bình Hồng nha cả nhà. Cần bên đây bán tôm mà bán cá cả nhà. Phía bên đây bán trứng, dầu trứng luôn, bán thịt gà luôn cả nhà. Trời Việt Nam mà trời mưa.